សូត្រីទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងភាគទី8ក្នុងរឿងចាស់ចវាយស្រុកខ្លែងខ្លាយដែលជាភាគបន្តទៀតណាអ្នកក្នុងពេលនេះគឺមហាសទ្ធិសូនីងនឹងគាត់កំពុងតែទៅលុកសួរសុកទុកលោកចវាយស្រុកខ្លែងខ្លាយនឹងតែក្នុងចិត្តវិញកំពុងតែគិតមើលថាចាំមើលគេរបួសដល់កម្រិតណាទៅនៅពេលនោះតួប្រុសនឹងគាត់ក៏បានឮដងចំអោឲ្យហើយរបៀបថានិយាយចាក់ផ្លែចាក់ផ្កាណាថារបួសរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកមហាសទ
nín quạt gỗ và thay thiệt tha khi nhóm mình đã tạm trả na miền phía nam miền chợ mỏ trà na được chia hết nhóm của bạn đăng thán lục cho vài sọc miền rộp bùa được chia hết nhóm của bạn dọc năm miền đầm lại chỉ trán mọc ao lục cho vài sọc đầm bay ở chia ba rộp bùa nâng bơi cầm lăng bắt đầu bị ao thân năm ao sừng cơ từ ao lục cho vài sọc rồi hết qua các bạn chạy tranh tư tụ bờ tha nhóm miền rộp bùa tình tuân chẳng ở phần tai mình ăn chun lục bàn tê lục tranh tư mình được luôn anh thư bắt đầu móc tua dưới các bạn xuống từ căn tụ bờ tha ta lũng cho bác đại được ngọt tê tha xuống đến những chỗ bẹp bón nơi bị cái nông này cả phần bờ bờ hết cả từ lập từ vinh nâng tụ bờ tha cất xa tâm ơn nơi nông sẽ đọc bỏ dương nâng ba khó bí lộn và trả xu ta mới đảm ná kế hiên tham thông thư bạp nâng tư hỏi tầng bí nẹ nâng cầm bông tay này dây kinh bản đá đai đọc bằng quát cầm bông tay riêu đọc kinh bản đá đó hốt đó là nếp ông ra đọc bỏ tù sở đầy đứng quát màu sở đầy ai tù bỏ thà này lúc ai mách ban chỉ bạc bỏ đai nẹ niên đọc bọc nhầm chăng tay nẹ niên đọc bỏ kê nó vinh mên tờ on ấy ná quát có chọn ai tù bỏ thắng bạc đai bạc ý quát đai chẳng hỏi quát tầng bí nẹ nâng cổ rối nếp ông ra chanh tự liệt mặc hàng tư màu tự này tự chỉ mẫu ấy đừng ngô rí ai bắt đầu bổn pi nẹt này vinh để bề để tranh từ vinh những anh bổn trong một đợt bòn lùm mà trả xu nướng khót các ban giấy bắt đầy tha lúc chụp vai sáu mốc đôi giờ bài hai là mạch thế đôi giờ chụp làm ăn khơi khai bị môn đôi chia mê bong thông cho bên này chụp rồng lừa phun chăng còn ta là nướng quạt cao bụng mọt tranh từ bổn đằng anh hai môn là hai tay bổn trong một đợt bòn lùm mà hạ thầy xu ninh quạt bàn đằng nướng đời xa tệ khai bị môn bổn trong một đợt bòn lùm mà hạ thầy xu nướng quạt có chỉ chào bầy đài chia mà nuôi ruộng nông chụp rồng chào đài chẳng á na chẳng hết thọp khơi chẳng phải thay cổ mòn thì tiếng nó dễ bật cọt chặt cả kia chào chim khan nước nông mình ti không khang nơi ai sờ sờ này vinh lục tìm được sao giang linh châu từ đó nông cục hái từ bàn đằng tha nét sông tiên mà nét để bàn an luôn tha cứ chỉ ai phân cho vài sờ bật bật cọt nắng á na có bàn tay cầm bút nia tay để cất tha kê mà nét nó cứ chỉ bong thông được bọc cầm chào bầy ta lời nó kê sắp tại thay bàn này nào mà nét chui trên bị nông cục bật từ hơi ở giang linh kia bàn đằng tên chẳng hái kê có bàn từ đây bàn tôi ở này diêm cục nơi cái lại năng bàn tay này riêng cốt đôi chi mình bàn cờ rụp từ căn lục giang linh nhưng to để so đòi soi cơn đưa vào với nhá tha bà hai chi miền kia chơi ôm mà chui ngay ở ca bị dùng môn bát đây giang linh cứ xua tha cho bong thông tivi nó với nhá mạch bàn kia bỗng chui chúng em cũng quát các bàn soi từ vĩnh tháng bà hai chi kia mà chui mà nẹt bàn đòn thì đắng nhôm mình đắng tới sợ hai tao đang tha giang linh sang miền kia cờ rụp tê bàn tay tôi từ vĩnh bài chi nẹt cho cốt cái nẹt là bong thông tivi là lời chùm rụm nâng với nhá nẹt diêm cốt nâng cờ rụp quan chặt tóc quát cứ chỉ nẹt khla han nẹt dây đây nâng cứ cờ rụp chiêng chìm môi nâng lục tì bạc xa giang linh để tiệt nếu bên nước là bóng tivi thác cho miền rừng tay chẳng bưng lốp ao tịch bạp lục cho vài sọc tay khi ông miền rừng chẳng chụp cho mình đừng quạt giang linh như này vinh tranh bị nông cục nâng pleem có khơi than nơi tam pleu nữa nè miền này tôi chỉ chán tới để cho mà không thay thao ông kia cục đào cả hai khăn bền tên bẩn thái cái chậm lại chật thang hi vốn mấy con được nông cục này á miền kia chẳng tranh tranh chẳng châu châu tam tam bơ chật chăng hai mấy bạn chỉ khi mình đứng khi mình đạp đạp khi mình chăng cái đó là hàm thông mà đòn hai cái tay mỏ chật đấy nè cái tay mà vĩnh cái đó là hàm thông đặt camera mà đòn tiến hai bạn đã tranh từ bất tạo bên năng tay này diêm cốt của bạn nom là bóng thông tivi pi bảy trăm chụp rung chào pray để chụp kia thằng ngóc nên chặt tóc thang cứ chỉ nẹt khla hán năng từ chụp lục chụp vài sọc lục chụp vài sọc bao nhiêu nương cổ bạp tạo ai mấy con quan năng tranh từ trăm được hàng cài môn phần tay mấy con quan thọ tê nhóm cứ chỉ ông cái lục mà cha lục mà cha chụp chụp môi nên là bóng thông tivi pi này rung chào pray chẳng hết nhóm từ từ nơi cà pi lục mà cha hay tôi bắt cất cho cất lang tới ông ấy tê bộ dương thằng ngóc nên sắp từ khi ai anh thấy chẳng không mình tay của hay từ cho nhân kia của bạn hai là bóng tivi bọc kia nâng màu bọc phía xa khí là bóng tivi trong chụp cho mùi nâng là bóng thông là bọc luôn đại khai bật lòng thua chia cho vài sở đọc nâng cứ trong dọc rương đại iPhone cho vài sở đọc bật bật cót tới bàn kia rộng đọc trên tờ bàn đây bần tài tù bật hòa dưỡng cốt các bạn pháp tư vinh thác công bỏ rõ mây rưu nâng khi chung cổ đơn đại hạ khi chống trẻ đọc xa ra cầm phây à rương xung ngắt mùi tiết là bóng tivi tôi bảo thà miền tây miền đồng hồ tầng ngõ này nông chấm đấy đừng vào tầng ngõ tư rồi hãy qua gần hai năm tha trang phơi nắng cứ chia là bóng tì pi chẳng bu kê tầng bay nắng của rob an khnì ấy bên tai nơi bên đang phong đai nắng đời xa để khơi tha mấy con quan nắng riêng chặt nát đôi chi mình chặt tóc luôn ai nắng chia mình nuôi sợi tua để so giọt đai để chập đai chập chương rồi bỏ trang phơi than này tôi bây giờ khi nhung chỉ cho bay gần đai của bên tai khi nhung của mình kê để dụ rồi bỏ khi nhung đai khi nhung bọn miền chặt nghi luôn nghi tê tai mền chẳng tê mấy con quan nắng cọt con chẳng rob khnì tiếng bay nắng thôi chỉ bóng ôn thoa tàu bắn đằng anh nơi bên nắng tua sấy quạt cả bàn châu từ đó tua pro quạt làm phơi đã nắng á phải nhập nhà từ bật vía tới hai cửa sổ nôm tham mấy bàn chỉ màu tiền đường từ vinh tua sấy tha nhóm mốc tiền đi từ mấy thôi chỉ xả sấy ở này từ mấy thôi chỉ bóng phôn thong khi ấy
tôi bắt đầu thay công đoàn bệnh nhập chào chào khăn bên của chỗ sân máu trong nhóm ở bên dưới rừng tự ngọn nâng bạp tôi sẽ thay bệnh dưới sẽ không sắp lưu ai tôi bắt đầu thay nên dưới nên lưu lại nạc là anh chẳng ồ cứ lưu tưởng ồ lưu tích tích bên xóa lại tì chẳng tôi bắt đầu qua cơ thay ưng thở anh chẳng ồ chẳng bà chỗ trên chẳng không sắp lưu cho nhóm cứ chưa là bọn thông bà chạm cổng cháu bà đây là lưu phân nông tôi sẽ quan tử lưu trong phim thang lúc đẹp đá mên mạch bàn chỉ lục phương chẳng khai mà lòng chưa mình trái đi chắc cứ chỉ tốt sắp lục đăng đài được gọn tôi bắt đầu thay nhóm đăng bọn tay thơ mạch tơ bậc nhóm khuyên phá chưa được phong nâng một nâng cơ hội trong cung tay nâng sắp đọt đài là bậc nhóm mình thơ chi mình trái đi chắc bà lòng khuôn mươi dạ bê nâng bóng bóng đã bọc nhóm cơ tình sắp đài bố ca bất tơ nâng lơ phân nông gần lại là bọc nhóm nâng mình chỉ cần lại chào bà đây tê bọn tay viết cứ chừng lại đài chôn phía khuôn đài nẹ khuyên tê sầm bánh thơ đồn hơi tì nụ bác con tay thơ chi mình trái mươi dạ bê nâng thơ chung cầm bột khá bá là ở chùi bụ kê bàn bóng xâm át bụ chào bà đây bật bà có đài mình chung mô tha cơm chai cầm nạn nhàng bán á là bọn tìm bí thả trời hơi là bọn thông khi nhóm mẹn có họ tê bà công tại bàn là bọn thông rồi bọn nhóm tê cùng ấy nữa mà nút đôi chức nhóm bạp nâng mình đang thả sạp nâng cả lãi na sạp nâng bạp mán đồn hồi màu tê ơn tòa bì miên xâm đây là bọn là bọn thông tìm bí đã chia chàng phây nâng này dây bạp nâng hơi của thù ở tù sẽ đến ngọc chặt bản tênh nâng chưa chạy từ lớn xâm đây là bọn tù bảo tư mình chàng tê cứ nên ở chứa tê kịch thả tù bảo nâng còn tại bọc ra nâng gọi nâng bọn nó ông long bê đã cầm bông tại chàng phây nâng rước bà mô lào hà bà mô là bọn là bọn bệnh nhằm nâng tục đạn chăng tôi sẽ lấy quả chung ngon là quả xua tha ha mạch bàn đi trang phái ngờ rơ bò bò tiếng ổn nâng chắc đôi chìm đại bàn nhằm tôi bắt đầu tha trời ơi mà nó không chìm rơ bọc nhằm nơi lửa phân nông nó cực bụi kê mà đại bàn nhằm à ha chung ngàn chung ngàn bẹp nâng tê chẳng kê của riêng trong ở trang phái đồng bây bò mô rơ bò tiếng ổn nâng áp rô trang phái bò mô tấn mên bò mô tiếng nhằm tầm bà này anh tê cứ kê trong bò mô tốc đồng bây bà sân chì kì mình ở các tổ lọc tư cái lại rồi bò kê tôi sẽ lấy cái xua từ tu bảo tọa tiệt chẳng ta lúc nơi tai bằng to cầm rôm ca bao sầm át chào prey đang đại được gọi tê tu bảo tham bạc con na hay ở tại bao sầm át cầm chào prey cho chỗ cầm nạn nhận bán cứ dễ bạc con chỉ mình cái đây sọc sau bây từ mình nuôi không chấm rôm bạc chấm cầm mình cái đây sọc đây tôi sẽ lấy tha sầm từ phong ca bị muốn cứ chấm vô cho lòng chấm phù lục bần tai lớn cứ chấm vô cho bay chấm đừng chui phù lục bần tai ô trời ơi chấm trong squat chấm một bật bạc lục tai lục đang bên chấm mũi kê chấm một bật bạc con đâu tôi bảo tha ô chấm một bật bạc như mấy chấm chấm mua lú bay lú bay bay tôi sẽ thắng đạp giang ná của riêng giang ná của mình đôi mình sẽ đẹp mấy tên chẳng chẳng nên có cho tập bạc tờ chàng phải xua than là bóng pháp ca bất tình niên chẳng mình lại bà có bánh hà tê ấy tôi bảo thắng bạc cánh bánh hà ấy tớ tôi giang ná có đói niên của chi à ná cốt bà bồn rồi bọc nhầm đại năng hai con tựa chìa mình sẽ đẹp mình đáng ta bà có bánh hà ấy bán không phải ọt mình ấy bà rõm tê châm nay ai mê con qua là nó với nhọt của vô lấy tê cất tập bì này dây kê sạp kê này dây rừng chọp chẳng nào có tha ta dưng rộp kênh thua chỉ bóng phôn thua mà đón tiết ấy bọt là hỏi tớ ấy trong ban nè tiền pi đứng một thua chỉ bóng ôn thoa để cất tháp ok sau đây chỉ nè khla hàn chẳng hạn á hồi tôi pro để mở khơi tha trang phái đứng chân châu được nông cục chẳng đôi chìm sờ sờ luôn tê được chỉ nè hai quạt của trong mình cầm nứt tha ao trang phái đứng thua chỉ nè dọc cài quạt tạm mà đòn tơ cứ khay bật lõm thua chỉ nè dọc cá na co con tập bạc bẹp kê tha trang phái đứng cứ chỉ nè dọc cá ao quạt đang bay từ sơ ca bị phụ chào brain chẳng hỏi đứng trang phái ai đang hai đòi sợi phìp chìm khan nên dây cho dây lang mấy con quan nơi tai còn plek bà buôn nè tiền pi đứng mà bọt sờ thua chỉ bóng ôn thoa cho mười kia đòn đai lại bóng mơ nơi tia bóng hà thầy su ninh này vinh quạt cầm bông tai từ tua rẽ tia dốc chất dốc làm từ căn cho vài sọc ai phong đại chỉ cho vài sọc bật bạc quạt có bật tạ nơi toàn miền nam này tê quạt cầm bông từ xua tha lúc cho vài sọc lúc mà chào ai là ta lúc mà chào ai đang ở miền cầm đồng ca với đam bay vào chiếc ông pi smart pi bọc luôn đại được gọi tê ai phong quạt tha còn bà rom ai nhóm sẽ xây sầm bột nhà từ richka rồi dây richka bật quạt chỉ chặt nằm mà nè đam bay màu sầm quạt tha nằm nà kế cứ chỉ cho vài sọc bật bạc quạt chỉ mình khan tê ông long bay nâng cột thua ai suy nghĩ chập đầm sờ bài chật bật tỏ tiền tới để cất tham miên khnông bằng ai thầm mấy nhá có bàn tay kia toàn đăng tết tha ai phăng mà đẻ nâng cứ bật chở cọ khang mền tên nơi bay để suy nghĩ nâng dốc ở xa kê ao kê mà nơi cái lái suy si là bỏ chung anh hỏi nâng bay chim miên cầm nứt trang tật tẹt dốc bật buồn rồi bỏ suy nghĩ tật tiệt suy nghĩ nhận đâu vinh khơi trang liền khó chật bật tạch đai hai cái giằng ná của mình lư toàn tật toàn mới pưng bật nhảy bật tai mưa tới bật buồn rồi bỏ suy nghĩ nhận đâu vinh của mình thua mà đà đai đôi chỉ ao phun nhảy ao đai ao chương từ căn lục cho vài sọc ai phăng nâng đá nữa và hãy cho chàng rót rượu nồng thắm mây mà tới. Cái lấy mà mưa tu pro tu sợi mực quỳ này vinh tu pro thắng ban mà gặp tu sợi tha. Nhóm chàng ao chàng phái thua chỉ chôn bằng cọp. Pra chung chỉ chôn bằng cọp đâu mày ở kế nên nghi sầu tranh nghi sầu chôn nên không cả lại là bao dương ta nín cứ dơ chẳng mạch đai. Tu sợi thắng lúc chi cho vài sọc mũi từng mũi từ háo trong bạch mà xua cho bọt trong thua ấy. Lúc sầm mệt chẳng côn chàng tới. Tu pro than chẳng nên ở chàng đang rương đang thế ấy. Bao mình chàng đang rương đang miên rương mũi tiếc nhóm chàng bừng niêng cứ nhóm chàng ở niêng chui rương ẩm nói sầm mệt say say bằng tách. Đang bây giờ khi nhóm nâng bình chú nằm nào chẳng ổn nút từ lửa phânông ai phụ sợi sợi nâng chùm rung bọc nhóm. Tôi sợi tha cứ bà bôn rồi bỏ lượng mến. Tôi bảo thả ổn tế bà bôn cho khi nhóm giang mách. Khi nhóm bọn toàn mình bà bôn nâng lao ấy nâng. Tôi sợi tha bà bôn rồi bỏ lượng cứ khi mình chùi lượng tế. Tôi bảo thả ổn tế khi nhóm khuyên bà bôn tế. Khi nhóm mình có họ nâng tế khi nhóm bất chức khuyên bà bôn mến.
tôi sẽ thả ban khi nhóm chui lượng từ cho của bàn tay khi nhóm dồn từ đó trang phây thế nữa tôi bảo thả hả chui khi nhóm mạch ban chia từ dồn đó trang phây nào với những môi còn nến lùi từ lành từ lừa trang phây thế tôi sẽ thả ọt tế đẹp đá khi nhóm mình lùi từ lành trang phây ở nà còn từ khi nhóm ở nạt kê bần nào tôi bảo lưng chẳng hái quát còn đưa bà tay em tía đó nà có thằng chẳng bà niên ọt ban sẽ lành cho trang phây thế chẳng miên tình niên sẽ lành cho nhóm mình chẳng ô tôi sẽ có yên gì tới hai niên dây thắng đẹp đá có mong dạy ở phía ọt bà giói tưởng ọt nâng ấy bần tại tôi bảo với nhá quạt có thể quỵ kỵ cò tôi sẽ nhận tơ hơi cứ đưa đông bà tham tự ỏi tôi sẽ tiết thắng và còn chỉ sẽ lãnh trong chìm khan thế tôi sẽ để xa tự yên khăn phê nâng khô bản đánh tôi bảo ở trạng tranh bị gần lại nâng tơ chạm nên tự chui nửa bị gần lại tiết nhưng tôi bảo mình ở dưới cổ trạng tranh bị gần lại nâng tơ giúp lãng dân mà mơ nơi tiết là bảo mà hạ sẽ thấy xu ninh như này vinh lúc tiết bật xa giang linh của bàn tự xua tự đo lúc mà hạ sẽ thấy nâng tài mặt đón á thà lúc cho bẹp bọn bằng chun khi tự co ỏi tự plon mi bạ màu vinh hói bằng chun khi tự co ỏi tự plon nẹ tôi được nông cốc mẹ đại được ỏi tê mấy bạn chỉ lục thưa riêng tiếng ổn nâng mình bồng bạp khi chỉ môn tiếng đại nền nông bản tục sắc xa là bỏ lục mà hạ thầy suy như này với những ánh cứ ai phân đại kê chui dọc ở xa nâng á cứ chỉ mình trầy bật bọc nâng cầm bông thạch châu từ lục lôi chai chai mình đang thà học anh nội tê có chút nữa bên nâng lục mà hạ thầy suy nghĩ quan cầm bông thạch bật đầm na đa mà còn lại bản tục sắc xa là bỏ quan đã bây giờ hiện ra kia chỉ mùi nâng lục tìm được xa giang linh nâng nếu bên nút quan ổn miên tầng ban lư sầm lè với tầng o cứ thà còn tại bảo hiện ra kia chỉ mùi nâng lục giang linh nâng ấy nè sau từ bác phía châu một đó từ ban khơi thay ai phân gặp phong tài rửa cái lại của đó hai mình đang chơi dạng này tên mình từ đồng chạm mở phía cái nào tiếp phía năng sống sẽ trầm năng sân ở cuốn tranh thằng ngóc nia